ý tưởng. Hãy lừa mẹ nhé. Dạ. Bảy, tám, chín, mười. Ok, các con.
Con mẹ đến đây. Con trai, mẹ biết con đang ở đây. Con trai. No. Aha. Oh. Oh. À, thấy rồi. Chis đâu ta? Con biết em ở đâu. À, cho mẹ biết đi. Aha. Và Nikki đâu rồi? Đi tìm thôi. Dạ. Đi thôi. Nikki, con ở đâu? Nikki. Trốn và tìm. Yeah. Đi thôi. No. Tuyệt. Nikki. Aha. Nikki, Nikki. Nikita. Đừng nói với mẹ. Nikki đâu ta? Oh, chào Nikki. Aha, bắt được rồi. Nikki, Nikki. Run. Chris, trốn đi. Ok. Anh muốn Chris chọn nơi khác đi. Các con, con ở đâu? Ờ. Các con, Chris, Nikki, Chris. Oh, tìm thấy rồi. Chris, Nikki ở đâu? Aha, Nikki thấy con rồi. À, Nikki, Nikki, thôi nào. Ok. Wow, chúng ta nên trốn ở đâu? Chúng ta cần một nơi tốt hơn, Nikki. Run. Woo-hoo. Oh yeah. Các con ở đâu? Jeez, lát đâu rồi? À, đây. Được rồi, con trai, con ở đâu? Mẹ sẽ đi tìm. Oh. Yeah, ai? Oh, các con tôi. Oh, no. Một đám cháy trong nhà. Cái gì, cái gì, cái gì? Run. Đến lúc siêu anh hùng. Đó đã dừng lại rồi. Ha ha.
Ok. Bắt đầu nhé. Đi nào. Oh no. Đã đến lúc vui chơi. Chơi, chơi với mèo, vẽ tranh, đọc sách, dọn dẹp, đi ngủ. Ồ, được rồi mẹ yêu. Chris, đây là xe McQuinty chứ. Đây là chiếc xe nhanh nhất trên thế giới đó. Em có thích nó không? Dạ. Đọc sách đã xong. Run. Đi đi đi. Hư. Bắt nó. Con đã xong. Tris, chúng ta ra ngoài chơi đi. Wow. Wow. Tris, chơi thôi. Ha ha ha. Tiếc ghê. Tiến lên. Vroom vroom vroom. Chuẩn bị bắt đầu. Ra ngoài chơi đã xong. Oh no. Run. Wow. Vàng, vàng ánh kim, xanh lá. Em có muốn vẽ không? Đi tìm mẹ thôi. Con muốn vẽ sao? Máy bay được không? Dạ. Được rồi. Tuyệt vời. Wow, đó là cuộc sống của Trish. Tuyệt. Vẽ tranh cùng Trish đã xong.
Ok. Cùng đua xe thôi. Dạ được. Đi thôi. Aha. Wow. Đã đến giờ ăn trưa. Ok. Đây là của con, Mickey. Và đây là của con. Em có thích không? Dạ. Ngon. Không, không, không. Ngon quá. Ăn trưa đã xong. Tạm biệt. Ngủ ngon. Tạm biệt. Đi ngủ đã xong. Mẹ ơi, con làm được rồi. Con là người anh tư.